Chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả những bạn đăng ký kênh và cũng bạn xem video của mình, như các anh em vật thủ, anh em đồng nghiệp luôn nha. Một lời chào thân thương và một lời chúc sức khỏe. Và chúc tất cả công việc luôn ổn định, tiền vô như nước nha. Này, hôm nay là máy 24 phép thả lạnh và đánh một vợt. Áp trên tụ à, còn nguyên si luôn nè, thấy không? Đang test máy không có quạt nha. Em 4 phép thả lạnh và đánh một vợt. Đang cho tải thử không quạt thử xem như thế nào. Chưa có gia nhiệt. Hầu như là chưa có nhiệt. Thank you.
cuộn cảm mình chưa đổ keo nên nó hơi ghè. Thôi test máy nhiều thôi, nữa mình làm hoàn thiện đi, mình đi test thực tế cho mọi người coi ha. Chứ bây giờ ngồi đây test bóng đèn máy cũng chả được cái gì mà nó hết bình. Hết bình rồi, hết pin rồi, giờ sạc cục pin cái đã. Đây là cái máy của mình ha. Nè cái máy mát lạnh gì. Nè cái máy 24 feet, mỗi bên cho chạy 12 con feet, 80N70 nha, 80N F70 nha, hai bên 24 feet. Biến áp hơi ấm ấm thôi, còn phép thì không có nóng, không có ấm luôn, chưa có quạt ha. Mình cảm ha, mình cảm đương nhiên phải nóng mà, tụ nguồn không nóng ha, điện còn giữ trên trên tụ à, còn nguyên luôn rồi, thấy không, áp 450 kìa. Giờ mình xả rồi đi tính sao. Thôi thân chào tất cả các bạn nha. Mát lạnh luôn, bao thả luôn. Để đo tần số cái nữa rồi đóng hộp hạ thủy.